vị đang theo dõi điểm tin thể thao chạy bộ tuần 3 tháng 6 cùng PR Sport và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tin trong nước, nối tiếp thành công của tuyển Việt Nam tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng 2024. Cụ ông 87 tuổi chạy 5 km trong 27 phút. VN Express Quy Nhơn chính thức khởi tranh, chào đón Hải Phòng Marathon. Tin quốc tế, nữ hoàng tốc độ Mỹ chơi nổi với bộ móng tay siêu dài. Đội hình Dream Team Điền Kinh Kenya tham dự Olympic Paris 2024. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tin trong nước, nối tiếp thành công của tuyển Việt Nam tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng 2024. Từ ngày 13 đến 15 tháng 6, 12 vận động viên Điền Kinh Việt Nam đã tham gia tranh tài tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng. Sau những thành tích đã đạt được, tuyển Việt Nam có thêm một tấm huy chương bạc của Nguyễn Thùy Linh ở nội dung 100m rào nữ, một tấm huy chương bạc của Sầm Văn Đời ở nội dung 800m nam. Cụ ông 87 tuổi chạy 5 km trong 27 phút. Tại Đồng Trường Summer Run 2024, ban tổ chức đã ghi nhận thành tích của một cụ ông 87 tuổi chạy cự ly 5 km chỉ trong vòng 27 phút. Đây là thành tích cao trong nhóm lứa tuổi này. Có thể thấy tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn trong thể thao. Cụ đã truyền động lực vô cùng lớn cho cộng đồng chạy bộ. Chúc cụ luôn luôn khỏe mạnh. VN Express Quy Nhơn chính thức khởi tranh. Vào 23 tháng 6 vừa rồi, VN Express Quy Nhơn đã chính thức khởi tranh. Tại cự ly 42 km nam, Kipto Edwin xuất sắc về nhất với thời gian 2 giờ 34 phút 43 giây. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Kipto chưa thể phá mốc 2 giờ 30 tại Huế. Chân chạy Đan Quyết về nhì. Trong khi đó, cự ly 42 km nữ, vận động viên Nông Thị Trang đã hoàn thành cuộc đua với thành tích ấn tượng 3 giờ 2 phút 56 giây. Chào đón Hải Phòng Marathon. 30 tháng 6 tới, chúng ta lại tiếp tục chào đón một cuộc khởi tranh tại thành phố Hoa Phượng Đỏ. Thời tiết tuần này đã bắt đầu hạ nhiệt, tạo điều kiện cho các vận động viên đạt được thành tích tốt hơn. Chúc các vận động viên có trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố cảng. Tin quốc tế, nữ hoàng tốc độ Mỹ chơi nổi với bộ móng tay siêu dài. Ở chung kết tuyển chọn US Olympic, Sakari đã khiến cổ động viên vô cùng thích thú khi cô có bộ móng siêu dài. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thành tích của cô. 10 giây 7 cho cự ly 100m, Sakari xuất sắc về nhất và có tấm vé đi vào Olympic Paris 2024 cùng hai đồng đội. Đội hình Dream Team Điền Kinh Kenya tham dự Olympic Paris 2024. Liên đoàn Điền Kinh Kenya vừa công bố danh sách đội tuyển quốc gia tham dự nội dung Marathon Olympic Paris 2024, trong đó cái tên đáng chú ý nhất là đương kim vô địch Kipchoge sẽ đứng đầu danh sách này. Kipchoge tròn 40 tuổi vào tháng 11, đến Pháp hè năm nay với mục tiêu đi vào lịch sử Thế vận hội là người đầu tiên giành huy chương vàng marathon nam 3 kỳ liên tiếp. Nếu giành chiến thắng năm nay, anh cũng sẽ trở thành vận động viên lớn tuổi nhất bảo vệ được huy chương vàng marathon nam Olympic. Chương trình điểm tin thể thao chạy bộ số này xin được phép khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn quý vị và các bạn ở những điểm tin tiếp theo trên các nền tảng của PR Sport.